Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin cài bẫy, ám sát, manh động, các hoạt động bí mật bởi các điệp viên của Putin tại Đức. Hoạt động hiện nay trên chiến trường tại Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt với sự tấn công của hơn 100.000 quân Nga vào Ukraine. Nhưng chiến tranh không chỉ là xung đột giữa quân đội, các hoạt động gián điệp cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến này. Đây là hình ảnh của Putin đang tập bắn súng. Được biết trước đây ông Putin đã từng là KGB, tức là một điệp viên của Liên Xô năm vùng tại Đức. Và điểm mạnh điểm yếu của các mật vụ Nga tại Đức là gì và ai đang làm gián điệp cho Nga tại đây là câu hỏi được đặt ra khi mà giao thương khắp nơi. Đại sứ quán Nga tại Đức rất lớn với nhiều nhân viên. Đó vào năm 1991 thì cơ quan mật vụ Liên bang Xô Viết, viết tắt là KGB, tức là Ủy ban An ninh Nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã bị giải thể. Và vai trò của nó đã dẫn đến các sự xuất hiện như sau. FSB là một cơ quan chịu trách nhiệm như một tổ chức an ninh nội địa. Ông Vladimir Putin trước đó và thời gian đó là giám đốc vào năm 1998 tại đây. Hoạt động gián điệp tại nước ngoài được chuyển giao cho SVE là viết tắt của một từ tiếng Nga. Và Putin cũng thường xuyên giao cho cơ quan mật vụ quân sự RGU những nhiệm vụ rất đặc biệt, các mệnh lệnh đặc biệt như Special NAS cũng được gửi kèm theo đây. Đó là những tóm tắt thông tin mà cơ quan phía Đức nắm được và được công bố trên báo chí quốc tế. Đây là hình ảnh đại sứ quán Nga tại Berlin, nằm ngay trung tâm của thủ đô, nơi địa điểm đẹp nhất ở đường Unter den Linden, cũng nơi đây trước đó không xa, đó là cổng thành Berlin. Theo thông tin từ cơ quan chính phủ Đức, có tới 200 mật vụ Nga hiện đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh Đức. Các chuyên gia ước tính số lượng gián điệp chưa bị phát hiện có thể lên tới 2.000 người ở Đức. Đây là một con số rất lớn, bởi vì rất nhiều kiều dân, doanh nghiệp của Nga đang hoạt động khắp nơi tại Đức. Cựu giám đốc của cơ quan tình báo Anh MI6 John cảnh báo rằng chúng tôi đã nhìn thấy mô hình hoạt động tích cực của tình báo Nga trên khắp châu Âu. Chúng tôi có lẽ chỉ biết đến 10% những gì họ đang làm. Đây là một cảnh báo rất nguy hiểm đối với Đức. Đứng đầu các điệp viên công khai là những người đang làm việc hiện nay tại Sứ quán Nga ở đường Unter den Linden ngay trung tâm Berlin. Họ được phân chia vào các vị trí công việc giữa đại sứ quán và 5 lãnh sự quán Nga tại Đức. Đây là hình ảnh cổng vào của đại sứ quán Nga tại Berlin, đó là những khối đá rất lớn được ghép chắc chắn ngay tại cửa. Vào tháng 10 năm nay, thì vụ việc một điệp viên Nga bị tình nghi đã thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ của đại sứ quán Nga xuống đất. Đây là bí thư sứ quán 35 tuổi của đại sứ quán Nga đã bị cảnh sát tuần tra Đức phát hiện bị thương rất nặng trên vỉa hè ở trung tâm Berlin vào một buổi sáng tháng 10, và nỗ lực hồi sức cấp cứu của Đức sau đó đã không thành công. Anh ta đã chết ngay sau đó. Còn người vợ của anh ta nói rằng cô đã yêu cầu chồng đóng cửa sổ trong một căn hộ của cô. Căn hộ nằm trong khu phức hợp của đại sứ quán Nga. Vì tiếng ồn ào từ đường phố khi tôi trở vào thì anh ta đã nằm trên vỉa hè đường đi ở tầng bên dưới. Dường như dư luận đặt ra phải chăng đây là một vụ ám sát gián điệp Nga được thực hiện bằng hình thức gây tai nạn, tức là ném từ trên cửa sổ cao xuống đất. Theo thông tin ban đầu tiết lộ, đội quân gián điệp bất hợp pháp bao gồm nhiều kẻ đang nằm vùng được điều khiển bởi các mật vụ của Nga đến từ Praha, Cộng hòa Séc. Các sĩ quan chỉ huy Nga cũng liên tục cố gắng tuyển mộ những điệp viên mới tại Đức để phục vụ cho công tác gián điệp của mình. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine tại Berlin. Các mật vụ Nga thường tìm kiếm những chàng trai trẻ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở các trường dạy võ với tên là Sistema. Các trường Sistema này đặc biệt có liên quan khi tuyển dụng nam thanh niên ở phía đông của nước Đức, là vùng mà trước đây Cộng hòa Dân chủ Đức có lãnh thổ và Đảng Cộng sản hoạt động. Để thiết lập liên lạc với các binh lính, sĩ quan, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ từ những người này.
nếu muốn tìm kiếm các gián điệp liên quan đến lĩnh vực chính trị. Mật vụ Nga sẽ chú ý đến các nhân viên của các đảng cực hữu AfD hoặc các chính trị gia cánh tả. Đây là những đảng gần gũi với đảng Cộng sản trước đây. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine, cuộc chiến của lương tâm. Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi thế giới. Mặc dù Putin coi đây là chiến dịch quân sự để gìn giữ hòa bình, nhưng sự tàn bạo trong 9 ngày qua cho thấy đây là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm xóa bỏ một nhà nước có đường biên và lãnh thổ rõ ràng, vẽ lại biên giới, chia lại lãnh thổ. Khác với mọi cuộc chiến tranh vũ khí thông thường, đây là cuộc chiến tranh công nghệ IT đầu tiên trong lịch sử, đó là công nghệ thông tin. Hai bên đang tìm cách đánh vào các trung tâm dữ liệu và mạng của nhau. Trong lĩnh vực này, Ukraine cũng không thua kém Nga như tương quan về quân đội và vũ khí hạng nặng. Đây là hình ảnh đội quân hacker trên mạng tuyên chiến với Nga. Đáng sợ nhất là cuộc chiến tranh mang dấu ấn hạt nhân. Không nói đến những lời đe dọa dùng bom hạt nhân của Putin, việc quân Nga chiếm giữ khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và các nhà máy điện hạt nhân khác đang tiến đến các nhà máy tiếp theo, khiến Ukraine và mọi người lo ngại. Năng lượng hạt nhân chiếm tới 52% tổng sản lượng điện lực của Ukraine, tới 16 lò phản ứng nguyên tử lắp trong 4 nhà máy. Hôm nay, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia, đã bị tấn công. Người ta không chỉ lo sợ vì Putin đang hành động như một kẻ mất trí, mà vì kẻ mất trí đó đang kiểm soát một thể chế độc tài và không ai quanh ông ta dám hé môi khuyên can. Mục tiêu đánh nhanh, thắng nhanh của Putin thì ngày càng xa vời vì viễn cảnh thảm họa hạt nhân cũng càng trở nên nhãn tiền. Để diệt kẻ thù ở Chechnya hay Syria, Putin đã hủy diệt các thành phố như Grozny, Aleppo, Homs cùng hàng trăm ngàn dân thường chết. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm 3 tháng 3, Putin đe dọa rằng điều tồi tệ nhất còn ở phía trước. Trong mọi cuộc chiến, hai bên đều phát động chiến tranh tâm lý, nhưng chiến tranh ở Ukraine là cuộc chiến tranh truyền thông ở mức độ khác thường. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron hội đàm với Putin. Vào tháng 8 năm 1965, khi đó Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng, bắt đầu trực tiếp tham chiến, nhưng phải 2 năm sau, phong trào phản chiến ở Mỹ mới phát triển vào năm 1968. Những hình ảnh của cuộc chiến thảm khốc mới tạo ra làn sóng phản đối ở thanh niên toàn châu Âu. Ngày đó, nhân loại chưa có khái niệm về phát hình trực tiếp, photoshopping. Mỗi đoạn phim từ mặt trận mất vài ngày mới lên được sóng TV ở Mỹ. Người miền Bắc chờ cả mấy tháng sau mới xem được những thước phim vượt Trường Sơn. Bom đạn của Putin vừa rội xuống các thành phố tại Ukraine rạng sáng ngày 24 tháng 2. Chỉ mấy phút sau, cả thế giới đã thấy những video phát hình trực tiếp từ các mặt trận. Những người lính Nga trước khi chết còn kịp nhắn tin cho mẹ ở hàng ngàn cây số. Trên mạng xã hội tràn ngập tin tức thật giả lẫn lộn. Cả hai bên đều sử dụng lợi thế của Internet để tuyên truyền cho mình. Cũng phải đáng nói rằng Internet tại Ukraine vẫn hoạt động tốt ngay cả khi bom nổ gần nơi người được phỏng vấn. Mạng xã hội Việt Nam thì tràn ngập các ý kiến về tin tức về cuộc chiến này. Trong khi chính phủ Việt Nam chỉ tuyên bố ba phải, không lên án ai, không ủng hộ ai, thì dân chúng và giới tinh hoa Việt Nam chia thành hai phe đánh nhau trên mạng. Cũng không phải biết được tỷ lệ trên toàn mạng, nhưng phần đông những người trên Facebook đứng về phía dư luận toàn cầu phản đối Putin xâm lược và ủng hộ nhân dân Ukraine đang bảo vệ quyền tự quyết định của mình. Đây là hình ảnh nhiều người Việt Nam tới Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội chia sẻ sự ủng hộ của họ. Ngược lại, cũng có những ý kiến chủ yếu ở các bậc đang học hành thuộc tầng lớp tinh hoa đứng về phía Putin, coi việc ông ta đem quân sang Ukraine là để bảo vệ nước Nga trước đe dọa của NATO. Tin giả và sự cường điệu tràn ngập cả hai phe, bên này ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine bằng hình ảnh của các nữ binh xinh đẹp, của các câu chuyện tình lãng mạn. Họ chế nhạo những cái chết thảm khốc của lính Nga, trong khi những thanh niên mặt còn bụng đầy sữa bị đẩy vào chỗ chết là nỗi đau bất tận của các bà mẹ Nga. Họ lạc quan tiên đoán thất bại nay mai của Putin
bởi hình ảnh các đoàn xe tăng Nga bốc cháy trụi. Thực tế là sau những tổn thất của 8 ngày đầu, quân Nga đang thận trọng tiến chậm lại để đảm bảo khâu tiếp tế. Putin dường như sẽ tiếp tục tung dần hết lực lượng dự trữ cho chiến dịch này, còn đang nằm bên kia biên giới, quyết bao vây các thành phố lớn. Nếu cần thì Putin sẽ đưa thêm hàng trăm ngàn quân nữa sang. Mục tiêu hủy diệt còn ở phía trước, tiềm lực chiến tranh của Putin còn rất nhiều. Phe ủng hộ Putin thì luôn tung ra lập luận rằng Ukraine vì theo phương Tây mà buộc Nga phải đánh để bảo vệ an ninh của mình. Người hung hăng thì chế nhạo Zelensky là thằng hề bô nhìn của Mỹ, so sánh chế độ của Ukraine với Khmer Đỏ đáng bị xóa sổ. Người mềm dẻo hơn thì phán là chiến tranh luôn do cả hai bên, là Zelensky cũng có lỗi vì không khéo léo với Putin, vân vân. Đây là hình ảnh các tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Họ bênh vực Putin, coi Ukraine là đe dọa cho nước Nga và quyết phi quân sự hóa nước này, trong khi quân đội Ukraine không có nổi một cuộc phản kích nào bằng pháo binh, tên lửa hoặc không quân vào các căn cứ của Nga ở bên kia biên giới. Hải quân Ukraine hầu như không hoạt động. Thực tế, quân đội Ukraine so với Nga chỉ là một quân đội du kích. Cho đến nay, họ chống cự được với đại quân của Nga chính nhờ chiến thuật du kích, bởi lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm hết sức. Ai đó cũng ủng hộ Putin xóa bỏ chế độ phát xít Ukraine mà không biết rằng chỉ riêng việc anh hề Zelensky được bầu làm tổng thống trong một cuộc bầu cử đa đảng và việc chuyển giao quyền lực một cách êm đẹp từ cựu tổng thống Poroshenko, một nhà tài phiệt, chứng tỏ nền dân chủ bám chắc rễ thế nào ở đất nước này. Trong khi đó, Putin thì cầm quyền độc tài từ năm 2000 cho đến nay, đã có lúc phải giả vờ làm thủ tướng để lách hiến pháp rồi thay đổi hiến pháp để có thể cầm quyền suốt đời. Nhà sử học Mỹ Tommy nói rằng bước chuyển sang chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu có lẽ là bậc thang cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Dù mới nghe có vẻ rất quái gở. Chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu chính là chủ nghĩa phát xít. Tập Cận Bình đã xây dựng chế độ này ở Trung Quốc nhưng chưa ra tay, Putin thì đã ra đòn trước rồi. Hành động này khiến NATO và các nước châu Âu đang chia rẽ bỗng đoàn kết lại. Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Orbán của Hungary vốn bị coi là hai tay trong của Putin ở NATO và châu Âu cũng phải lên án cuộc xâm lược. Hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ bỗng đồng thanh vỗ tay diễn văn bài của ông Biden về thái độ của Mỹ. Các ngân hàng Thụy Sĩ bỏ nguyên tắc trung lập từ hàng trăm năm nay để tham gia vào cuộc cấm vận các ngân hàng của Nga. Và chỉ 5 ngày sau khi Putin tấn công Ukraine, giới chính trị gia tại Đức, cả cánh tả lẫn cánh hữu cùng nhất trí rũ bỏ chiếc áo vì quá khứ phân biệt nên phải hòa bình, mà họ lấp trong đó rất lâu nay. Đức tuyên bố cung cấp vũ khí sản xuất tại Đức cho Ukraine và nâng ngân sách quốc phòng ngay lên 100 tỷ euro, tức là 2,6% tổng thu nhập quốc dân của họ, 3.800 tỷ euro. Nghị sĩ Kizhi được coi là lãnh tụ cánh tả, gần gũi với Đảng Cộng sản, xưa nay vẫn bênh vực Putin, nay đã quay sang lên án Putin. Cựu Thủ tướng Schröder, bạn thân của Putin, có chân trong công ty dầu khí quốc gia Rosneft của Nga, đang bị dư luận Đức lên án vì không rời bỏ các chức vụ ở bên Nga. Câu lạc bộ bóng đá của Dortmund đã tước thẻ hội viên danh dự của ông Schröder. Liên đoàn bóng đá Đức và ngay cả đảng SPD đã ra tối hậu thư cho kẻ ngậm miệng ăn tiền này. Từ ví dụ của Đức và muôn ngàn ví dụ nữa, từ thể thao, nghệ thuật, kinh doanh cho thấy cuộc chiến tranh Ukraine còn là cuộc chiến tranh của lương tâm, của cái thiện, chống cái ác. Có lẽ về dân chủ, về NATO, về lịch sử nước Nga, Ukraine, về xung đột lãnh thổ Liên Xô khó có thể thống nhất được vì đó là một nhận thức, là lý trí. Con người ngoài lý trí còn có lương tâm. Người lương thiện không thể bênh vực việc dùng bom đạn tàn phá một nước không hề và cũng không bao giờ đủ sức để đe dọa mình. Lương tâm trong lành không thể bênh vực các cuộc ném bom vào dân thường gây ra cái chết của hàng ngàn người. Việc một quốc gia lựa chọn thể chế cũng giống như con người ta lựa chọn lối sống. Nếu ông bố chỉ vì sợ con cũng bị lây thị hiếu của nhà gốc và ăn mặc diêm dúa của con nhà hàng xóm, thì nên đóng cửa lại và dạy cho con mình trò khác như bản sắc dân tộc hơn. Nhưng nếu lấy cớ chơi với Tây là đe dọa tao để tràn sang đốt nhà và tàn sát gia đình hàng xóm, thì đó là tội ác.
người có lương tâm phải biết phân biệt thiện và ác.